mình luôn chia sẻ với anh em là gì? Anh em phải tự tin đấy, và mạnh dạn thử nghiệm, mạnh dạn thay đổi. Các bạn nuôi chim thì phải phù hợp với điều kiện của bản thân, của gia đình, hoặc là phù hợp với cái môi trường tiểu khí hậu. Đó, ví dụ như này nhá. Đây là cái không gian nuôi chim của mình. Nó là bán tự nhiên, nhưng nó có một cái yếu điểm là cái hướng tây đây này, mặc dù mình đã che vào rồi nhưng nó rất là nóng. Đấy, nó chiếu vào cái tấm xốp này và ở cái chuồng chim này nó rất là nóng. Thế thì mình không thể nào áp dụng cái phương pháp là nuôi chim mà chùm áo lồng được. Đấy, bởi vì nóng như này không cho chim vào đây, không lại chùm áo lồng vào nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con chim. Do đó là khi mình cho tắm chim xong, buổi chiều nó nóng như này là mình sẽ đưa chim ra phía này. Đấy, ở đây thì có cái thông thoáng, đây gió tự nhiên thổi rất là mát. Đó. Hoặc đơn giản là về cái chế độ chăm lông thì mọi người thường chia sẻ là chăm lông thì cho trứng kiến này, cho cào cào vân vân. Đấy, nhưng ở chỗ mình không có. Đó, cào cào đắt lắm, mua 50.000 một chai thì mình có thể chăm chim bằng cách cho ăn dế. Đây các bạn, dế rất ngon, bổ rẻ, hay lông vẫn đẹp. Đúng không ạ? Cung cấp đầy đủ protein cho nó. Đúng không? Thế bây giờ mà người ăn còn khó khăn, bây giờ là làm sao mà nuôi con chim lại một ngày tốn mấy trăm nghìn để cho nó ăn được, đúng không? Cho nên là gì ạ? Nuôi chim nó sẽ phù hợp với kinh tế đó, với điều kiện và với cái môi trường ở khu vực chúng ta đó. Và anh em hãy mạnh dạn thử nghiệm nhá. Già Nga Nam thì luôn khuyên anh em là gì ạ? Đơn giản và hiệu quả. Ok anh em nhé, xin chào tất cả anh em, chúc anh em nuôi chim thành công. Công thức nuôi chim thay lông cho anh em sinh viên nghèo vượt khó đây nhá. Mồi tươi, cách ngày thì mình cho ăn từ 2 đến 3 con dế, tùy cái nhu cầu sử dụng của nó. Hoa quả thì mỗi ngày cho ăn một loại, cắm từ sáng đến tối. Ở đây thì có đu đủ, táo này ngon quá mình cắn mất một nửa rồi. Không cần thiết phải ngày hai loại đâu, nhưng anh em mà thay đổi nhau đi. Có điều kiện bổ sung mồi tươi thì bạn dùng cám trà màu hót đấu bên mình. 45k một túi, 200g, ngon bổ rẻ chưa? Công chức hoặc công nhân đi làm giờ hành chính không có điều kiện bổ sung mồi tươi thường xuyên thì bạn dùng cám dưỡng 3 trong 1, một tuần chỉ cần 2 bữa dế mèn cũng được rồi. Về chế độ tắm thì từ 2, 3 hoặc 4 ngày anh em cho tắm một lần. Như của mình cái đàn chim thay lông này thì cứ 2 ngày mình cho tắm một lần. Kèm theo đó là dọn dẹp lồng sạch sẽ, tránh bị ho. Chim thì cố gắng treo ở chỗ mát, đừng để nó nóng há mồm ra là không ổn nha các bạn nhé. Chim nó không có tuyến mồ hôi nên nó không chịu được nóng đâu. Đó, công thức chỉ có thế thôi. Anh em làm đơn giản thôi, không cần phải căn bậc 2 rồi vi phân, tích phân làm gì cho phức tạp cả. Rồi xin chào tất cả anh em, chúc anh em nuôi chim thành công nhá.